Thư của Gia Cơ Đoạn 4 Những sự tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu để dùng cho dục vọng riêng của mình này những kẻ ngoại tình kia anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với đức chúa trời sao cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của đức chúa trời hay anh em cho là vô nghĩa khi kinh thánh nói thánh linh mà đức chúa trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông nhưng ân điển ngài ban cho càng lớn hơn nên kinh thánh nói đức chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường vậy hãy thuận phục đức chúa trời hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em hãy đến gần đức chúa trời thì ngài sẽ đến gần anh em hỡi các tội nhân hãy rửa sạch tay mình hỡi kẻ hai lòng hãy thanh tẩy lòng mình đi hãy sầu thảm hãy than vang khóc lóc hãy đổi cười ra khóc đổi vui ra buồn hãy hạ mình xuống trước mặt chúa thì ngài sẽ nhắc anh em lên hỡi anh em đừng nói xấu nhau ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp nhưng nếu bạn xét đoán luật pháp thì bạn không phải là người chấp hành luật pháp mà là người xét đoán luật pháp chỉ có một đấng ban bố luật pháp và phán xét là đấng có quyền cứu chuộc và tiêu diệt còn bạn là ai mà dám xét đoán người lân cận mình bây giờ hỡi anh em là những người đang nói hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia ở đó một năm buôn bán và kiếm lời nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào sự sống của anh em là gì vì anh em chỉ như hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay đúng ra anh em phải nói nếu chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm thì phạm tội. Châm ngôn chương 9. Lời mời gọi của sự khôn ngoan và ngu dại. Sự khôn ngoan xây cất nhà mình, đẽo cho mình bảy cây cột, làm thịt thú vật, pha rượu nho, dọn bàn tiệc sẵn sàng và sai các tớ gái mình ra đi từ các nơi cao của thành sự khôn ngoan kêu gọi ai là người ngu dốt hãy vào đây còn với người thiếu hiểu biết sự khôn ngoan bảo hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha hãy từ bỏ sự khờ dại thì sẽ được sống và hãy bước theo con đường thông sáng những lời châm ngôn phổ thông Ai sửa dậy kẻ nhạo báng sẽ chuốc lấy xì nhục cho mình. Và ai khiển trách kẻ hung ác sẽ bị nhuốc nhơ. Đừng khiển trách kẻ nhạo báng kẻo nó ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu con. Hãy trao cơ hội cho người khôn ngoan, người sẽ khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ tăng thêm tri thức. Sự kính sợ Đức Chia Hô Va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan sự nhận biết đứng thánh đó là sự thông sáng vì nhờ ta các ngày của con sẽ được thêm nhiều lên và tuổi đời của con sẽ được gia tăng nếu con khôn ngoan thì chính con được ích lợi nếu con nhạo báng thì một mình con phải gánh chịu hậu quả lời mời gọi và hứa hẹn điên rồ người đàn bà điên dại hay la lối ngu muội chẳng hiểu biết gì nó ngồi trước cửa nhà mình, trên ghế ở các nơi cao của thành để mời mọc những người qua lại là những người đi thẳng đường mình và nói: "Ai ngu dốt, hãy vào đây." Nó cũng nói với người thiếu hiểu biết rằng: "Nước uống trộn ngọt lắm, bánh ăn vụng ngon thay." Chúng chẳng biết đó là nơi chết chóc, khách nó mời đều xuống vực thẳm âm ti. châm ngôn chương 10 Các châm ngôn của Salomon Tập thứ nhất siêu tập các châm ngôn của Salomon Đây là các châm ngôn của Salomon Con khôn ngoan làm cho cha vui vẻ Nhưng con ngu dại khiến mẹ buồn phiền Của phi nghĩa chẳng lợi ích gì Nhưng đức công chính cứu người khỏi chết Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công chính phải đói khát, nhưng Ngài loại bỏ tham vọng của kẻ gian tà. Bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó, còn bàn tay siêng năng hẳn sẽ làm giàu. Người thu chữ trong mùa hè là con khôn ngoan, nhưng kẻ ngủ vùi trong mùa gặt là con sỉ nhục. Đầu người công chính được ban phước lành, nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa điều tàn bạo kỷ niệm của người công chính được khen ngợi, còn tên tuổi kẻ gian ác sẽ mục nát. Tấm lòng khôn ngoan đón nhận điều dân, nhưng môi miệng ngu dại sẽ bị diệt vong. Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần. Kẻ nheo mắt hiểm độc gây ra đau khổ và môi miệng ngu dại sẽ bị diệt vong miệng của người công chính là nguồn sự sống nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa bạo tàn sự thù ghét sinh ra tranh cãi lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội tình sự khôn ngoan tìm thấy trên môi người hiểu biết nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ ngu si người khôn ngoan tích lũy tri thức miệng kẻ ngu dại đem hủy diệt đến gần tài sản là thành trì kiên cố của người giàu có sự suy sụp là thảm cảnh của kẻ nghèo nàn công lao của người công chính hướng về sự sống còn hoa lợi kẻ gian nát hướng về tội lỗi người tuân giữ lời khuyên dạy đi trong đường sự sống kẻ từ chối sự của trách hẳn phải lạc lầm kẻ giấu sự thù ghét có môi giả dối ai buông lời vu khống là kẻ ngu si. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Lưỡi người công chính như bạc quý, lòng kẻ ác gian chẳng đáng giá gì. Môi người công chính nuôi sống nhiều người, còn kẻ ngu dại chết vì thiếu hiểu biết. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngày chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn kẻ ngu dại xem việc gây tội ác như trò vui, nhưng người thông sáng yêu thích sự khôn ngoan. Điều kẻ gian ác khiếp sợ sẽ xảy ra cho nó, nhưng điều người công chính ước ao sẽ được ban cho. Khi dông bão thổi qua, kẻ ác không còn nữa, nhưng nền móng người công chính mãi mãi vững bền, như giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt kẻ lười biếng đối với người sai nó là như thế. Sự kính sợ Đức Giê hô Va gia tăng ngày tháng, còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi. Hy vọng của người công chính dẫn đến niềm vui, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ tan biến đi. Đường lối Đức Giê-hô-va là đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng là chỗ diệt vong cho kẻ làm ác. Người công chính chẳng bao giờ bị lay chuyển nhưng kẻ gian ác không được ở trên đất. Miệng người công chính sinh ra sự khôn ngoan, còn lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị cắt mất. Môi người công chính nói điều tốt đẹp, miệng kẻ hung ác chỉ nói chuyện gian tà. Châm ngôn chương 11. Đức Giê-hô-va ghê tởm chức cân gian dối, nhưng quả cân đúng làm ngài hài lòng khi kiêu ngạo đến xì nhục cũng đến theo nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường sự liêm chính của người ngay thẳng dẫn dắt họ còn sự gian tà của kẻ bất trung hủy diệt chúng tài sản chẳng ích lợi gì trong ngày thịnh nộ nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết sự công chính của người trọn vẹn làm cho đường lối người ngay thẳng còn sự gian ác của kẻ ác đánh ngã hắn. Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu họ, nhưng lòng tham của kẻ bất trung đánh bẫy chúng. Khi kẻ ác chết, sự trông mong của hắn tiêu tan và hy vọng của kẻ cường bạo cũng tan thành mây khói. Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn, còn kẻ gian ác vào thế chỗ cho người kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận nhưng người công chính nhờ tri thức mà được giải cứu khi người công chính may mắn cà thành vui vẻ và khi kẻ ác bị diệt vong thì có tiếng reo mừng nhờ phước lành của người ngay thẳng thành phố được tôn cao nhưng do miệng kẻ gian ác thành bị sụp đổ ai xem thường người lân cận mình là người thiếu hiểu biết nhưng người thông sáng giữ im lặng kẻ mách lẻo tiết lộ điều thầm kín còn người đáng tin cậy giữ kín việc riêng tư không có lãnh đạo dân tộc sẽ sụp đổ nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn ai bảo lãnh cho người lạ sẽ mang họa nhưng ai ghét việc bảo lãnh sẽ được an thân người đàn bà nhân hậu được tôn trọng còn người đàn ông mạnh mẽ sẽ được tài sản người nhân hậu làm ích cho linh hồn mình còn kẻ hung bạo làm hại bản thân kẻ làm điều ác nhận tiền công hư ảo nhưng người gieo điều công chính được phần thưởng chắc chắn người kiên định trong sự công chính dẫn đến sự sống còn kẻ đeo đuổi điều ác đưa đến sự chết Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ có lòng gian tà, nhưng Ngài vui thích người có đường lối trọn vẹn. Chắc chắn, kẻ ác không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu. Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắn, giống như một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Sự khao khát của người công chính sẽ được điều thiện, còn hy vọng của kẻ ác chỉ là cơn thịnh nộ có người giải của cải mình ra lại được nhiều hơn cũng có người quá keo kiệt nhưng chỉ được sự túng thiếu người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng ai cho người uống nước chính mình sẽ được nước uống dân chúng nguyền rủa kẻ đầu cơ lúa gạo nhưng chúc phước cho người bán nó ra ai tìm điều thiện sẽ gặp ân huệ Ai đeo đuổi điều ác, điều ác sẽ đến bên mình. Người nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị sụp đổ. Còn người công chính được hưng thịnh như cảnh lá xanh tươi. Ai quấy rối gia đình mình sẽ được gió làm cơ nghiệp. Còn kẻ điên dại phải làm nô lệ cho người có lòng khôn ngoan. Trái của người công chính là cây sự sống người khôn ngoan chinh phục được nhiều linh hồn. Nếu người công chính được báo đáp trên đất này, thì kẻ gian ác và tội lỗi phải bị báo trả nhãn tiền. Châm ngôn chương 20 Rượu khiến người tan nhạo báng, thức uống say gây tiếng ồn ào. Ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan cơn giận kinh khiếp của vua giống như sư tử gầm thét ai chọc giận vua là làm hại mạng sống mình người tránh khỏi điều tranh cãi đáng được tôn trọng chỉ những kẻ ngu dại mới lao vào đó kẻ lười biếng không chịu cày cấy đúng thời vụ đến mùa gặt nó sẽ xin ăn nhưng chẳng được gì mưu kế trong lòng người như giếng nước sâu người thông sáng sẽ múc lấy tại đó nhiều người khoe rằng mình trung thành nhưng ai có thể tìm được một người trung tín người công chính ăn ở cách thanh liêm con cháu người ấy thật có phước vua ngồi trên ngai xử đoán đưa mắt mình tra xét mọi điều ác ai có thể nói tôi đã tẩy sạch lòng mình tôi đã sạch tội rồi Hai thứ quả cân và hai dụng cụ đo lường, cả hai đều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va. Việc trẻ con làm hoặc trong sạch hoặc chính đáng, cũng đều bày tỏ bản tính nó. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Đừng mê ngủ, kẻo con trở nên nghèo khổ. Hãy mở mắt ra thì con sẽ được ăn bánh no nê người mua luôn nói xấu xấu rồi khi rời khỏi lại tự khen mình có vàng và nhiều châu ngọc nhưng đôi môi tri thức là báu vật quý giá hãy nắm lấy áo hắn vì hắn đã bảo lãnh cho người không quen hãy giữ vật làm tin của hắn vì hắn bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ bánh nhờ dối gạt mà được lúc mới ăn thì ngon ngọt nhưng sau đó miệng sẽ đầy đá sỏi nhờ bàn luận các kế hoạch được lập vững hãy tiến hành chiến tranh bằng sự khôn ngoan kẻ mách lẻo hay tiết lộ điều thầm kín con đừng giao du với kẻ quá hở môi ngọn đèn của kẻ nguyền rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa đêm tối mờ mịt có được tài sản quá nhanh chóng lúc đầu thì cuối cùng sẽ chẳng được phương Đừng nói, ta sẽ báo thù. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu con. Hai thứ quả cân là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, và cây cân giả trá đâu phải là vật tốt lành. Các bước đi của loài người do Đức Giê-hô-va quyết định, làm sao loài người hiểu được đường lối mình? Nói cách vội vàng rằng, vật này là vật thánh và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy nghĩ lại đó là một cái bẫy nguy hiểm cho con người vua khôn ngoan tra xét kẻ ác và cho bánh xe cán trên chúng tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua vua lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình sức lực là vinh quang của người trai trẻ còn tóc bạc là sự tôn trọng của người già những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng